Bình thường giao hàng ở bên Cam á là mình chỉ mở từ nắp thôi à. Còn giao ở bên CB này người ta làm rất là nhanh luôn, cho nên là bung hết nắp dòm dòm như nắp một. Rất nát. Vậy. Kim Ngân xin mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Đó, bây giờ thì xà lan của Ngân đã đi về tới Đồng Nai rồi. Đây là cái cảng container. Đó. Và đây là cây cầu Đồng Nai nè. Cầu Đồng Nai đa phần ở trên Đồng Nai này thì cầu thấp thấp không mà cả nhờ, tại vì những cái cây cầu này đã rất là lâu đời luôn rồi đó. Lâu dữ lắm lâu. Lúc mà Ngân chưa sinh ra đời là đã có cây cầu này rồi đó. Từ đây đi lên hướng Đồng Nai hoặc là mình đi lên Tân Nguyên, Bình Dương á thì mình sẽ bắt gặp những cái cầu siêu thấp như thế này luôn á. Bây giờ mình chuẩn bị qua cầu nha. Hả cầu cỡ không? Không lọt ơi khỏi hả. Đây cho mọi người xem nè. Xà lan mình là xà lan khẩm á. Khi mà mình đi qua cái cầu Đồng Nai này là nó sẽ rất là gần xà lan mình luôn nè. Xà lan khẩm nha, cái này là xà lan mình đã khẩm rồi mà khi mà mình qua cầu thì nó cũng rất là gần luôn. Ở đây có hai cây cầu luôn cả nhà ơi, một cầu sắt với một cầu bê tông. À, cây cầu này á nó rất là thấp luôn. Khi mà xà lan mình khẩm á thì mình lưu thông bình thường, nhưng mà khi xà lan nổi là mình sẽ phải canh con nước ròng sát mình mới qua được. Ở trước mũi em Vinh đang gắn ống để xịt rửa sơ sơ ở trước nè. Quá trời nó dơ, bây giờ có nước vô một cái á, ba cái này nè. Nó trơn dữ lắm mọi người. Cái này là do là cái chỗ này là do mình kéo dây á, ba cái bụi bã nó đóng vô, nó nở ra, nó đóng vô, nó dơ dữ lắm. Em xịt đi Vinh, em xịt sơ cho nó mềm đi Vinh. Bây giờ là nó đóng cứng ngắc luôn á. Cái này á, nếu mà ngày hôm qua mà mình xịt rửa được á thì mình xịt rửa ngày hôm qua là nó sẽ nhẹ, nó không có chùi nặng tay. Tại vì bụi nó đóng á. Cái mình xịt qua là nó trôi hết à. Vô trong đây á, là sẽ có một cái ngã ba. Một đường á, thì mình sẽ đi lên Tân Nguyên, Bình Dương. Còn một đường á, thì mình sẽ đi vô trong cái hướng cầu An Hảo vô Đồng Nai á, vô chỗ khu công nghiệp Đồng Nai á. Đây là cây cầu An Hảo nè. Giờ Ngân qua cầu. Nãy ông xã Ngân tính đậu ngoài kia chút mới vô, mà đi vô đây đăng ký tài ngày mai giao hàng luôn cả nhà, tranh thủ vô đây đăng ký tài ngày mai lên Ngân lên giao luôn. Đây. Vô địa phận khu công nghiệp Đồng Nai rồi. Cầu An Hảo này là mới xây sau này á, cho nên là cái nhịp cầu nó sẽ rất là cao luôn. Xà lan mình lưu thông nó thoải mái hơn, còn những cái cầu mà người ta đã cất rất là lâu đời rồi thì nó thấp. Ấm quá. Giờ nước này ấm. Giờ mình vô đây mình kiếm chỗ mình đậu. Ngay chỗ này có mấy anh BC. Mấy anh BC này lấy cát đá ở đây nè. Là mình sẽ đi về thường á. BC mà mọi người thấy như hồi tối lúc mà Ngân đi vào á, thì xà lan ra rất là nhiều. Hồi tối lúc mà Ngân đi vào, Ngân đi từ cái hướng Sài Gòn Ngân tẻ vào á, thì ở trong đây á, xà lan ra rất là nhiều luôn. Thì xà lan người ta sẽ lấy cát đá ở Đồng Nai. Ở Đồng Nai này là cát đá nhiều nhất. Người ta sẽ lấy ở đây và người ta về người ta giao ở dưới tỉnh. Ôi, mỗi đậu đi, tao ở rồi. Rồi bây giờ chuẩn bị cập bến. Đây là những cái bãi cát đá nè. Những bãi cát đá đây rất là lớn luôn. Hôm nay không có làm ở nhà chứ bình thường là người ta làm xuyên suốt. Ngay chỗ cảng CB nè. Ngay chỗ chiếc xà lan đang giao, chiếc đó là đang giao bắp á. Ngân nghe nói là ngày mai là xà lan Ngân vô đó giao á. Đây bây giờ mình cập vô trong bến. Mình sẽ vô trong bến bên bà Chính mình đậu luôn. Bên đây mình cập vô đây mình sẽ tốn 300.000 tiền bến.
Ôi chiếc đó đang chạy sơn anh ơi. Ừ. Phía bên này là phía bên cảng Nhất Nam nè. Còn phía bên này là cái chỗ mà bến của bà Chính á, chỗ mình hay đậu. Đó về đó anh. Đi máy nữa kìa. Hồi nãy là về á Ngân cặp qua bên kia, rồi cái bên kia xà lan về. Cái Ngân ve ra đằng sau con đậu bến sau, bến sau á thì ta giao hàng giờ tới chiều ta xong nữa rồi. Đó rồi giờ chạy qua đây thì cái tính cặp vô cái bến trên đó thì bến trên đó giờ dời, tính cặp bến này thì bến này đang sơn xà lan. Rồi mình cặp không được tại vì mình cặp nữa mình xịt rửa á. Ta đang sơn xà lan mình đâu có cặp được. Thả neo á thì giờ thả neo chút nước rồng cũng phải chạy vô à. Đó đó. Xin mến chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Nay thì xà lan của Ngân đã đi về tới Đồng Nai rồi. Đó, Ngân với ông xã Ngân, ôi mũi. Ngân với ông xã Ngân đang đi lên trên bờ. Ngân đang đón anh hai với chị hai. Anh hai Tạo á. Hôm nay Ngân về đây á, cái đúng vào dịp lễ á, anh với chị Ngân được nghỉ không có đi làm. Cho nên là anh hai chị hai đi xuống xà lan Ngân chơi. Xà lan Ngân đang ở Đồng Nai á. Ôi chiều mặt trời lặn đã lắm luôn coi nhờ. Đây mới đúng là khung cảnh ở quê luôn nè. Ngân với ông xã Ngân đi ra ngoài đường lộ lớn để đón anh với chị. Sợ anh chị không biết đường vô á. Đây. Hello. Hello ông hiền trưởng. Hello. Hello. Xà lan mình đậu múc ở ngoài mé sông ngoài kia kìa. Còn ở trên đây là đường, mình gọi là đường làng á. Trên đây gọi là đường làng, trời ơi. Khung cảnh buổi chiều rất là đã. Ngay chỗ này thì có đường dây điện. Đó, đường dây điện chằng chịt luôn. Khung cảnh buổi chiều rất là đẹp luôn á. Giờ cũng gần 6 giờ tối rồi. Anh với chị Ngân ở Sài Gòn. Chiều anh với chị 3-4 giờ anh với chị mới đi. Bởi qua tới đây hơi trễ. Giờ đi thì cũng đâu có biết đường đâu, chỉ có gọi định vị thôi.
Giờ mình đã ra tới quốc lộ rồi. Anh hai chị hai đi cũng gần tới rồi. Chừng nào mà thấy cái xe nào mà đá xi nhan vô là anh hai chị hai ngân tới. Ba năm rồi Ngân không có về đây. Bữa nay thấy ở đây nó thay đổi rất là nhiều nè. Tới rồi cả nhà ơi, tới rồi. Nghe không? Ai biết? Chắc nó đó. Đây, tới rồi. Đi mua cái gì đi rồi vô. Tới rồi. Hello. Đậu đi lạc, ông mất tiêu luôn rồi. Con ngồi với ba Ngân nè, ngồi đi chung Ngân nè. Vô. Hèn chi em nói, ủa sao kỹ ta? Từ Sài Gòn ra đây đi đường khác mà đâu phải đi đường đó. Chị cứ nghĩ là đi ra đây cũng cỡ tầm có 1 tiếng mấy à. Nên không có đem theo đồ ăn gì hết, rồi đi mua đánh vòng. Cái đường này nó hơi nhỏ. Xe giờ phải chen vô. Chào mẹ đi với. Đó. Dạ. Càng la nó càng xuống. Ủa có xe chợ dưới này không? Có. Bao nhiêu không? Một cái ba lô với lại một cái sách phụ anh hai đi anh ơi. Sợ chó. Về tới trưa ngày hôm qua. Đậu ngủ ở ngoài một đêm, sáng hôm nay vô giao luôn. Đây là cái cặp đầu tiên. Đó. Cặp cho hết chàng coi đi chú ơi. Tại vì mình có cái vàng hầm cơi á. 1, 2, 3, 4 nắp. Mỗi một bên đó thì mình sẽ có 4 cái vách vàng cơi, mình sẽ cạp cho nó hết cái vàng cơi trước rồi mình mới lấy ở dưới. Vàng cơi này là nắp 3, nắp 4, 2 nắp. Bình thường giao hàng ở bên Cam á là mình chỉ mở từ nắp thôi à. Còn giao bên CB này người ta làm rất là nhanh luôn, cho nên là bung hết nắp dòm như nắp 1. Đó. Giờ này là giờ đầu tiên. Này chắc đang thử gào. Đây xe của mình vô tới. Ngân chở hàng này cho bên công ty CB của Đồng Nai. Cảng này là cảng Tín Nghĩa. Mà hồi trước Ngân có về đây một lần rồi. Lúc đó Ngân mới làm YouTube á, Ngân có về đây một lần, lần này là lần thứ hai Ngân về đây nè. Mà nghe nói cái cảng này nó cũng cạn lắm. Đó, gào đầu tiên. Đây, gào đầu tiên cả nhà, xe đầu tiên, gào đầu tiên. Ở đây về trên này cá nhiều lắm cả nhà. Sáng giờ Ngân giờ vô tới đây giờ này sáng lúc Ngân giờ qua đây lúc 5:30 gần 6:00. Trong chuồng đó không nhốt nó lại rồi. Ừ.
biết ra hình gì đó nha. Đi vô nè. Wow. Ghê. Chìm chìm xíu đi anh hai, cho chìm xíu. Nó trôi rồi, nó trôi xa quá. Rồi kéo đi. Kéo rồi coi cá không nha. Đây. Anh thầy quăng chài. Cũng được lắm chứ bộ, không tròn lắm nhưng mà cũng được lắm á. Nhiều khi cái chài méo méo mà dính cá bự á anh hai. Dám lắm mà. Rồi. Không có lên chớp rồi. bơi trong thùng rồi nè. Qua bên kia ha. Thôi em cá đang bơi thấy tội nghiệp, có thả đi chị hai ơi. Thả nha. Thả đi. Cho mình bơi ngược dòng. Tành lắm á con.